Lời đồn cũng đã đến tay. Thêm một lần nữa anh cùng Minzy quay trở lại. Không biết liệu em đã có hẹn ai. Còn anh mời thêm đĩa lòng giá. Rượu mời cùng nhau ngồi lại dài. Nghe đồn thổi khám nhau rằng quán ăn ngon đậm thực ở phương Bắc. Đậm đà hương vị anh tìm chắc. Vương trên tóc em ngỡ như rằng bên lề đường ngoài hè phố thanh thang quán xa quán tắt năm cửa ô. Tan ca trên nhau không còn chỗ. Mặc kệ bụng gió ta cứ ngồi. Hà Nội về đó xưa lắm rồi. Lối sống đơn giản như vậy thôi. Lang thang văn hóa ẩm thực con người Tràng An. Ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều. Vỉa hè hay cửa hiệu thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa bao không cần nghĩ miêu. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là thật vui 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 quá đi. Thơm 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 quá đi. No quá đi. Ngon hey, hoa minh gì. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây, ăn chè hay là bánh xèo? Hôm nay ngon phố đông vui người qua, em nhìn quanh mà phát thèm. Vì người đầu bếp là nghệ sĩ, không chỉ màu sắc kem gia vị và cử chỉ vừa lòng mà khách quý. Bởi là vì trời nắng hay mưa dù cách bằng hay thưa thì mấy cô gắng xong vẫn cứ thế là sẵn sàng. Nhộn nhịp đông vui ấy cứ thế là đắt hàng. Kể ra tiệm hết cả buổi chiều. O hạnh ở chợ Đông Ba, bún bò bún huyến em mượn cơm gà ở Hội An, bún mắm miền Tây thơm mút nhàn, hương vị miền Bắc bắt bún nhàn. Check in check in, ngỡ ngàng ngỡ ngàng. Lang thang văn hóa ẩm thực con người Tràng An. Ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều. Vỉa hè hay cửa hiệu thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa bằng không cần nghĩ miêu. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là thật vui 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 quá đi. Thơm 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 quá đi. No quá đi. Ngon tuyệt vời. Anh ơi